Đây là Catalo hãng motor Dajutech. Đây là dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Đây là motor vỏ gang. Còn đây là motor vỏ nhôm ký hiệu MS. Đây là cấu tạo bên trong của motor. Và đây là bản vẽ chi tiết của motor. Đây là hình ảnh của nhà máy.